Ê, trời ơi mệt quá, hôm nay lại phải đi giao hàng nữa rồi. Thiệt chứ làm cả ngày hôm nay vẫn chưa xong nữa anh em ơi. Hơi hơi đúng là hôm nay quán của mình nó bán đắt ghê á, đơn hàng nhiều ghê luôn. Ok thôi đi giao hàng tiếp thôi. Hai. Ừ. Hey, tôi đã nói thế này rồi. Tôi đã nói là trùng chân đẹp trai nhất cái hành tinh này. Vừa đẹp trai vừa nhiều quyến rũ vừa nổi tiếng nữa. Bà cứ nói xem tùng đẹp trai làm sao. Cái gì vậy? Tất nhiên là Sơn Tùng phải đẹp trai, nhìn màu tóc người ta đi này, nhìn cái mặt người ta đi này, nhìn môi người ta kia, nhìn mắt người ta kia, thấy không, người ta đẹp trai như thế mà tại sao lại bảo người ta là Sơn Tùng à, Tùng Sơn lộ Tùng Sơn như nào đấy, trời ơi này còn nếu chuyện dạo làm sao mà Sơn Tùng đã thế là còn hát hay, Tùng Sơn hát hay không, làm sao mà hay được, trời đất người đâu á. Hai người cái gì đâu mà tự nhiên sáng sớm đứng trước cổng trường cãi nhau vậy? Cái này là cái trường học chứ không phải cái chợ đâu, hai người kỳ quá vậy, đi ra ngoài mà cãi nhưng nhau mà tôi nói là Tùng Sơn đẹp trai hơn, bà cứ kêu Sơn Tùng đẹp trai hơn. Sơn Tùng mới đẹp trai hơn chứ, để đã đẹp Tùng trai còn hát hay em thấy không, người ta hẹn Tùng Sơn rồi. Thôi trời ơi cái gì đâu mà Sơn Tùng, Tùng Sơn gì vậy, trời là trời, cái gì đâu mà cứ cãi nhau hoài. Tôi mà nghe mày tự nhiên xem biết được mà cái cuộc trò chuyện giữa những người gọi là nổi tiếng với nhau vậy. Đã cái kính như thế là còn rồi, còn bốn mắt, đã bốn mắt lại còn thêm cái kính nữa lại thành ba mắt rồi, cái chảo rồi. Ôi trời, cái bà này bà nói nhiều thiệt chứ, trời bà là bé bim nhìn tôi cái đi trời. Nhưng mà cái này là cái trường học, tự nhiên hai người đứng trong đây cãi nhau là sao, cái này cái trường học mà. Trường học thì sao? Trời ơi, trường học không phải nơi công cộng à? Đã là nơi công cộng thì làm gì chả được. Trời là trời, nhưng mà đây là cái trường học của người ta, người ta cần phải yên tĩnh để ta học bài. Tự nhiên hai người đứng đây cãi nhau là sao? Thôi tôi xin hai người làm ơn đừng có cãi nhau nữa. Ê, cái vấn đề này là vấn đề của cá nhân. Học bài vô lớp mà học đây ngoài sân trường mà sẽ cấm người ta phân ngôn vậy? Thằng nào nói lẹt lẹt vậy? Thôi được rồi, nói chung là hai người là bạn bè với nhau mà, làm ơn đi đừng cãi nhau nữa. Tôi can hai người này đi ra đừng cãi nhau nữa, lỡ quýnh nhau luôn sao, đi ra đi. Hay đang cãi nhau người ta gọi là chửi nhau khai xuân mà thằng này nó chen vô mất hứng quá. Mày có đi ra không? Mày trời ơi, cái gì trời, đã đứng trong sân trường cãi nhau, tôi vô tôi can còn quýnh luôn cả tôi nó thiệt, chứ con gái lưới đâu mà côn đồ. Tôi mệt quá trời, bỏ luôn, không quan tâm nữa. Trời ơi mọi người, kỳ cục ghê, con gái lưới gì mà đứng trong sân trường cãi nhau rồi tùm lum la. Thôi mình tiếp tục đi giao hàng đây. La la la. Ok anh em ơi, thì sau một thời gian làm thuê cho cái quán cá sơi thì mình đã trả đủ tiền cá sơi rồi. Bữa nay mình sẽ về mình tính sổ anh Vịt bữa trước để mình ở quán cá sơi, thế là mình không có tiền trả và mình phải đi làm thêm. Trời ơi là trời, đi giao hàng cho ta mệt muốn chết luôn, nhưng mà không sao, mình đã trả đủ tiền nợ rồi. Bây giờ mình về nhà đây, thì hồi nãy á, sau khi làm việc xong á, thì cái bác bán gà cá sơi bác ấy tặng cho mình một phần combo gà cá sơi với lại 20 ổ bánh mì để mình về mình ăn. Trời ơi bác này thật là tốt bụng quá luôn anh em. Trời ơi thôi mình đi ăn, sau đó mình đi ngủ. Hay ăn thôi, trời ơi lấy thịt gà ra ăn nào. Nhâm trời ơi ngon quá anh em ơi, đúng là quán gà cáp xơi này đúng là một cái quán nổi tiếng, trời ơi thịt gà ngon gì đâu á. Chắc là bây giờ mình sẽ đi ngủ thôi anh em ơi, mình hơi buồn ngủ rồi. Trời là trời. Hay để xem coi kênh YouTube của mình hôm qua video được bao nhiêu lượt xem rồi nha. Ôi được hơn 200.000 lượt xem luôn. Ôi nhưng mà sao like ít quá vậy ta. Ôi mọi người ơi, mọi người xem video nhớ like ủng hộ cho mình nha. Các bạn càng like nhiều cho mình á thì mình sẽ càng ra video sớm hơn cho các bạn nha. Đó thôi chắc giờ mình tắt máy tính đây mình đi ngủ. Ôi, trời ơi đúng là căng da bụng trùng da mắt, ăn có miếng thịt gà hơi no bụng xong giờ đi ngủ. Ok chúc mọi người ngủ ngon nha. Trời tôi muốn ăn gà kép xê nữa. Trời ơi mệt quá anh em ơi. Hay ủa cái này là gì đây? Ủa tối qua mình có thấy gì trong phòng mình đâu, sao tiên bây giờ lại xuất hiện, có cái gì nhìn y như cái củ cà rốt khổng lồ vậy? Không, cái này nó màu vàng mà nhìn có nhiều họa tiết quá, hình như cái này cái găng tay thì vậy. Thôi chắc không hề quan tâm đến đâu. Ơi trời mệt quá. Hay kệ nó đi, nhiều khi ông mít vịt ông mang bỏ trong phòng mình nó cũng nên. Thôi kệ, giờ mình đi vô nhà tắm mình tắm rồi đó. Trời ơi mát quá. Ủa cái gì vậy? Ủa sao cái đầu mình chọc lóc vậy? Oh my god, sao người của mình biến thành màu tím hết vậy? Đâu đi ra ngoài coi. Trời ơi cái gì vậy trời? Để xem coi. Trời ơi, oh no, cái mặt của mình cái gì nhìn thấy ghê quá vậy? Oh my god, nhìn kìa. Trời ơi, cả người của mình thì mặc cái bộ đồ nhìn nó quái gì không? Chỉ có màu xanh với màu vàng. Còn cái đầu của mình á thì chọc lóc. Cái mặt của mình thì già, nhăn nheo ghê quá. Trời ơi, là chơi đây là ai vậy? Ủa?
hồi nãy đúng cái găng tay trong phòng đâu, đi mình đi vào phòng coi. Thôi cái găng tay mình thấy quen lắm anh em ơi. Rồi còn cái người của ông này, cái mặt của ông này nhìn cũng quen lắm, hình như mình thấy ông ở đâu rồi vậy. Ha, đây là cái găng tay. Ừ, rồi mình lấy thử coi cái găng tay này nhìn quen lắm anh em ơi, để xem thử nha. Ừ, để mình lấy nó cái đã. Trời ơi, đập ra cũng lâu nữa thiệt chứ, cái găng tay chắc bằng sắt hay gì nè, cứng vậy. Ok, ôi cái này cái găng tay. Ha, cái nhân vật này quen lắm anh em ơi. À, mình nhớ rồi anh em ơi, đây chính là Thanos. Trời ơi, lần trước mình mới xem phim của ổng xong nè, ông này là ông Thanos nè. Trời ơi, một nhân vật phản diện được mọi người rất là yêu thích luôn. Ôi, còn cái này là cái găng tay của ổng đâu, để xem coi cái găng tay Thanos coi. Wow, trời ơi, cái găng tay nhìn ngầu không anh em. Trời ơi, đẹp vậy. Wow, ok, vậy là hôm nay mình đã biến thành Thanos rồi. Ủa nhưng mà Thanos thì có sức mạnh gì không ta? Mình lần trước mình coi phim của ổng xong rồi mình quên mất tiêu cái sức mạnh của ổng là gì thôi. Kệ, nói chung mình cứ lấy cái găng tay này, bây giờ mình sẽ đi khoe với mọi người là mình có găng tay vô cực. Ôi trời, đã, để mình lấy mới được. Trời, đập ra. Trời ơi, đi khoe với mọi người thôi. La, trời ơi, đi khoe thôi. Kỳ này mình có găng tay vô cực rồi thì mình sẽ kiểu có sức mạnh như là Thanos luôn. Trời ơi, đã. Đúng thiệt là mỗi ngày biến thành một nhân vật khác, cảm giác nó sướng gì đâu á anh em. Đi thôi. Ủa, lộn đường rồi. La. Tôi nói rồi, tôi nói với bà biết bao nhiêu lần rồi, rõ ràng là tôi thấy là anh Gujumpio là anh ấy đẹp trai nhất cái K-pop luôn á, mà tôi đâu. Ơi, hai người kia, trời ơi là trời. Cái gì đâu mà cãi nhau đến tận hôm nay vẫn chưa xong nữa hả? Ngày hôm qua cãi nhau chưa đã hay sao hôm nay còn cãi nhau nữa vậy? Cách gì đấy? Có những người ăn để sống, có những người vui chơi để sống, còn chúng tôi là cãi nhau để sống. Kệ bọn tôi đi, sao ông cứ xen vô chí vô vậy? Trời ơi là trời, hai người ơi làm ơn đi. Im đi, trời ơi tôi lạy hai người luôn á. Cái này là cái trường học, là cái nơi mà học sinh người ta cần yên tĩnh, người ta học bài. Hai người vào đây cãi nhau là sao? Trời ơi, cãi nhau từ ngày hôm qua đến tận hôm nay vẫn chưa xong. Trời ơi hai cái bà này dữ dằn thiệt chứ anh em ơi, thiệt chứ, cãi nhau trong cái trường này riết rồi sao mọi người học bài được. Hơi giờ không biết phải làm cách nào để có thể mà can ngăn được hai người này ra, để suy nghĩ coi. Suy nghĩ cách. À mình nhớ rồi anh em ơi, hình như là cái găng tay vô cực này nè là nó có nhiều những cái sức mạnh rất là hay luôn, không biết nó có thể thay đổi cảm xúc con người được không ta. Đâu mình thử coi, bây giờ hai người đang cãi nhau đúng không, bây giờ mình sẽ thử sử dụng cái găng tay vô cực này nè, mình cho hai người này kiểu mà thân thiết với nhau, lại yêu nhau hơn á, hiền nhau hơn, thân thiện với nhau hơn đó, kiểu vậy. Ok là ơi trời, quýnh nhau luôn kìa. Ok để mình thử nha. Hồ biên. Ủa cái gì sao xỉu hết vậy? Trời ơi trời, chẳng lẽ mình giết người hả? Oh my god. Tỉnh dậy giờ cái gì vậy? Ủa bị gì vậy? Hi, chào cậu. Đồ này xinh quá hả? Cho mày đi đâu mặc đẹp quá trời ơi. Hi, chào cậu. Cậu đi đâu đây? Nãy tôi thấy cậu đi từ nhà ăn ra hả? Có cần trả tiền chưa? Có cần tôi trả hộ không nè? Trời ơi, không cần trả đâu. Trời ơi, mày, tôi đã trả được hết rồi. Tôi không cần phải gọi là mượn tiền cậu đâu. Trời ơi, nay cậu thích xem phim gì, mua đầm gì, tôi bao hết nè. Trời ơi. Bây giờ bọn mình đi mua đầm đi. Đi. Trời ơi, giờ hai người này tự nhiên thân nhau ghê không? Trời ơi, đúng là cái găng tay vô cực này hay ghê luôn anh em. Chỉ cần hồ biến cái nhẹ thôi là hai người này trở nên thân thiết với nhau, yêu thương nhau hơn. Trời ơi, đúng là găng tay vô cực. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái găng tay vô cực này mình đi đâu đó chơi coi. Không biết cái găng tay vô cực này nó có cái gì hay nữa không ta? Hình như là mình nhớ là lần trước là nó có cái gì mà dịch chuyển phải không ta? Đâu để mình thử coi nha. Hay, để thử nha. Hồ biến. Trời ơi, wow, ủa chỗ này chỗ nào vậy ta, sao đẹp vậy ta? Ui, có đèn, bóng đèn tùm lum la nè, để coi. Ui, trong đây có cả máy tính luôn nè anh em. Rồi, còn ở đây là tủ sách rồi nữa nè. Trời ơi, đã nha. Wow, dịch chuyển, ủa cái chỗ này là chỗ nào, sao mình lại dịch chuyển tới đây ta? Ê. Dạ, chào anh. Dạ. Mình nhớ là hôm nay là ngày lễ Tết, là mình là người đi khai xuân. Mình là người đầu tiên và người duy nhất có chìa khóa của cái cơ sở cảnh sát này. Ủa sao ông này đâu ra vậy? Ủa cái gì? Cái này là cái sở cảnh sát hả? Trời ơi, mình đi nhầm vô trong đồn cảnh sát luôn hả? Dạ. Thiệu đây là sở cảnh sát và I am is the police. Bây giờ ông là ai ạ? Em là người lạ đến đến đây. Vào đây không biết lý do, nhìn mặt thì gian gian, còn áo thì lạ lùng. Anh ơi, bình tĩnh. Đừng bắn em. Dạ em không phải ăn cướp, em là dịch
dịch chuyển xong em dịch chuyển nhầm vào đây thôi. Dạ em đi ngay. Chắc tao tin em dịch chuyển vào đây thôi. Chắc tao tin mày dịch chuyển lên theo. Ôi trời, cái gì vậy? Tại sao mình lại xuất hiện ở dưới cái hồ nước? Trời, ướt hết người luôn rồi. Trời, dịch chuyển gì đâu, cái găng tay vô cực này anh em, nó dịch chuyển không có theo ý mình nghĩ là mình muốn dịch chuyển đến đây nữa. Thật là đẹp, tiện dịch chuyển mà vô đồn công an luôn. Bây giờ mình muốn dịch chuyển ra ngoài, nó dịch chuyển mà vô cái hồ nước luôn, thiệt chứ, ướt hết người luôn rồi. Ôi trời, khó chịu vậy. Ủa, cái bên kia xì tiền đứng đông vậy? Ồ, chắc là mọi người đang chơi cái gì phải đâu. Mình qua mình coi. À, mọi người đang chơi gì vui vậy? Quen, trời ơi, giờ quen chạy được nữa không, trốn anh được nữa không? Trời ơi, anh quen em thì lâu lắm rồi, từ trước tận hồi mà anh học lớp mầm lên tận lớp 1E á. Giờ anh làm bá chủ cái khu vực này rồi. Em đi đâu, em đi học ở đâu, anh cũng có người theo dõi em hết, em không trốn được đâu. Trời, sao mấy người lại ở đây vậy? Đây là trường học, tại sao mấy người có thể vào được đây? Tôi không muốn đi, tôi không muốn đi chơi với mấy người đâu, làm ơn thả tôi đi mà. Cãi làm sao nè, trời ơi, mi nữa là phải đi với cả đại gia nè. Bây giờ nè, chỉ một là đi chơi với anh, hai á là ở đây luôn rồi cho mấy thằng này nữa. Làm gì thì làm, giờ sao? Làm ơn đi, có ai cứu tôi không vậy nhỉ? Tôi không muốn đi cùng mấy người đâu, ông xấu trai này làm sao mà tôi đi cùng được? Trời ơi, làm sao mà hợp nhau được? Trời ơi, mấy người kia, sáng sớm mà gì ban ngày ban mặt mà đi ăn hiếp con gái như vậy hả? Cái con ngựa mặt ngu kia. Trời ơi, người quen, trời ơi, cha phân cỡ vậy, sao tao đi vào mệt mệt cũng không đi theo tao, sao vậy, mày mê tao hả? Thôi, tao phải nói câu này mới đúng á, tao đi đâu cũng gặp mày hết vậy, bộ mày đóng vai ác rồi mày không chán hả? Sao mày lúc nào mày cũng đóng vai ác vậy? Tao không quan tâm, hôm nay là ngày tao tỏ tình với tao từ tích tận lớp mầm lên tận lớp 1E. Giờ mày chi xe ra, mày đừng có chi vô, mày nhìn hôm nay 500 anh em tao đứng đây mà mày dám gây sự tao mày. Trời ơi, thiệt chứ, nói cho mày biết trước nha, hôm nay tao đã biến thành tha nốt rồi, tao đã có găng tay vô cực rồi. Bây giờ tao sẽ cho tụi mày gọi cho tao một trận nhớ đòn luôn, cho mày là không đóng vai phản diện nữa, tao sẽ cho mày một trận nhớ đòn. Tha nốt là thằng nào? Mày sao không quan tâm đến thằng nào hết luôn á? Giờ mày ngon mày vô đây, tao đấm cho mày tát cái đầu mày luôn. À quên, lộ, tao đấm cho mày tát cái đầu mày luôn á. Trời ơi, ghen. Ok, nhào vô để coi thằng nào chết. Nhào vô, móc tay cái kính mắt của nó. Ok, vô ha. Hey, trời ơi, thấy chưa, biến thành búp bê hết rồi. Đã nói là đừng có lại gần tao mà không nghe. Trời, bây giờ biến thành búp bê hết nè. Trời ơi, lụm coi khúc à. Trời ơi, mấy con búp bê lụm coi khúc rồi. Bắt đầu nè. Ủa, là con ngựa mặt ngu rồi. Ngựa mặt ngu mày đâu rồi? Mày làm gì mấy con? Tao biến là búp bê rồi. Trời ơi, đàn em của mày đã bị tao biến thành búp bê hết rồi. Bây giờ tao sẽ biến thành búp bê luôn nè. Đứng lại, ngựa mặt ngu kìa. Tao biến thành búp bê luôn nè. Mày biến anh em tao, trời ơi, mua một bài đẹp trai rồi. Biến nó một cái búp bê này lên cái đầu nó đầy. Trời ơi, được rồi. Mày nhớ mặt tao, mày coi chừng mày nhìn kỹ cái mặt ngu của tao. Cái mặt đẹp trai tao nè, tao sẽ còn quay lại. Ok, được rồi, trời, tha cho mày lần này á, lần sau mà tao còn gặp mày làm việc xấu, tao sẽ biến mày thành búp bê luôn. Ồ, mấy con này biến thành búp bê hết luôn rồi. Ồ, thôi kệ đi, có lẽ là ngày mai bọn nó cũng sẽ biến lại bình thường thôi. Ơ, rồi bạn về nhà đi, trời, con gái lứa gì đâu mà chiều rồi mà còn đi ra ngoài đường làm gì cho mấy thằng này nó bắt nạt. Trời ơi, cảm ơn bạn nha, nếu mà không có bạn tôi chẳng biết làm sao nữa. Trời ơi, không biết mấy người này sẽ đưa tôi đi đâu mất. Trời, cảm ơn bạn nha, cảm ơn rất nhiều. Không sao. Ok, bạn về nhà đi, trời ơi, mới mốt đừng có đi chơi chải gì nữa nha. Về đi. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình đã làm được một việc tốt, đó chính là mình đã giúp đỡ được một cô bé xém nữa bị thằng ngựa mặt ngu dâm dê rồi. Ngựa mặt ngu đi đâu cũng gặp nó hết. Mình thiệt, mình nó có đóng vai phản diện, đóng vai ác, hình như nó không chán hay sao á. Thì ok, hôm nay mình đã biến thành Thanos rồi, và nếu như mà những bạn nào muốn mình biến thành những nhân vật khác thì hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero của mình, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camu TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em những video sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt. Bye bye.